Như vậy là sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng chúng ta đã có thêm những thông tin mới về update của Twilight Tower Defense. Mấy ngày qua thì mình cũng đã khá nghiện con game mới có tên là Anime Defender, nên là cũng đang cày cuốc rất là chăm chỉ. Tuy nhiên không vì vậy mà mình quên công việc cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất cho các bạn về tựa game này. Và mới đây, Telegram Thread đã tiết lộ một chút về những cập nhật của update tập 74 phần 1 cũng như là về sự kiện đồng hồ phần 2. Chúng ta sẽ có thêm những unit mới, những sự thay đổi mới về chế độ rank elite và còn nhiều thứ hấp dẫn khác nữa đang chờ đón chúng ta. Vậy thì cụ thể đó là gì? Mình là Kiên. Video này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về toàn bộ những thứ được leak bởi admin Telegram Thread về update tập 74 phần 1 của Twilight Tower Defense nhé. Mới và toilet mới. Như thường lệ thì bất cứ bản cập nhật nào cũng sẽ có những unit mới và những con toilet mới. Và trong tập 74 phần 1 thì như các bạn có thể thấy, chúng ta có một anh bạn Engineer Cameraman làm công việc bưng nước bổ cam cho những người đồng đội của anh ấy. Cụ thể thì anh ấy có rất nhiều những vệ tinh xung quanh bản thân. Những chiếc camera nhỏ này có lẽ là làm công việc phát trực tiếp cho nhiều luồng khác nhau và nhiều nơi khác nhau để họ có thể quan sát tình hình. Ngoài ra thì anh bạn này còn gắn thêm một chiếc camera mini trên người của Daddy TV Man để có thể quay lại diễn biến trận đấu của ông bạn tập TV này nữa. Chính vì lý do đó, vậy nên admin đã nhanh chóng thiết kế và sản xuất ra một unit mới mang tên là Streamer Cameraman. Đây là một unit với lối chơi vô cùng thú vị, và theo như tiết lộ của Talon Tweet thì anh ấy bảo rằng con unit mới này sẽ là một unit nữa thuộc vào nhóm unit có khả năng triệu hồi. Sức mạnh của nó đó là nó có thể tạo ra được những con drone và chúng sẽ tấn công đám toilet di chuyển. Điều này có nghĩa là nó sẽ không có khả năng tấn công đám toilet trực tiếp mà sẽ tạo ra những con drone và chúng sẽ thay phần anh ấy làm công việc này. Ngoài ra thì chính vì là người đã thể hiện sự lo lắng cho những thành viên trong biệt đội ở tập 74, vậy nên admin đã cho rằng sẽ rất là thú vị nếu như cho anh bạn này thêm một khả năng hồi phục nữa cho những con unit khác. Mà nói đến khả năng hồi phục trong tựa game này thì chỉ có duy nhất là khả năng giải choáng thôi chứ còn gì nữa đúng không? Nói tóm lại thì con unit mới Streamer Cameraman này sẽ có hai khả năng và sẽ nằm ở hai nhóm unit. Một là nó sẽ là một con unit với khả năng triệu hồi và hai là khả năng chữa lành cho đồng minh. Ở thời điểm hiện tại thì thú thật là những unit thuộc nhóm triệu hồi không được gây mấy sự ấn tượng ra lắm bởi vì chúng không có quá nhiều unit mạnh. Mà nếu có unit mạnh thì nó lại khá đắt tiền. Chúng ta có thể kể đến như hai unit là Titan Cloverman và Jeff Clockman. Đối với Titan Cloverman thì đây là một unit thực sự thú vị bởi cái cơ chế đặt ra thùng của nó. Nhưng nếu xét về lâu dài trong chế độ Endless thì nó không thực sự mạnh ra lắm và không thể nào leo lên được những quay cao bởi vì sức mạnh của nó có giới hạn. Con này chỉ có 65k đam DPS thôi. Hơn nữa nó quá phụ thuộc vào những cái hộp của nó. Nếu như nó liên tục đặt ra những cái hộp đen thì không nói làm gì, bởi vì cái hộp đen này có trị giá sát thương lên tới 1,5 triệu trên mỗi thùng. Nhưng vấn đề là cái hộp đen này chỉ có 1% đặt ra, tức có nghĩa là nó ngang với tỷ lệ mà bạn mở ra được một con Hyper. Vậy nên đó chính là lý do mà nó có phần hơi thọt trong chế độ Endless. Còn đối với Jeff Clockman thì đây là một unit thực sự mạnh và bá đạo ở thời điểm hiện tại. Nếu như đi Endless và muốn đưa top nhưng bạn lại thiếu con unit này thì chắc chắn là bạn sẽ không thể nào mà làm được. Bởi vì nó có một cái sức mạnh vô cùng bá đạo, đó chính là khả năng đặc biệt của nó. Con này sẽ đưa đám unit trở về vị trí cũ ngay lập tức khi ấn cái skill đặc biệt đó. Và tuyệt kỹ này chả khác gì so với tuyệt kỹ ở level 10 của Run Endless. Vậy nên nó câu thêm được một khoảng thời gian rất lâu nữa để các unit khác có thể xả sát thương lên người đám toilet. Ngoài hai unit mà mình vừa đề cập ra thì chả có con unit nào xịn sò. Có chăng là có con Engineer Cameraman, nhưng đối với mình thì con này khá phế, sức mạnh không ấn tượng ra lắm. Và chính vì vậy nên admin sẽ quyết định bất sức mạnh cho nó ở bản cập nhật sắp tới. Còn búp như nào thì mình sẽ nói ở phần sau của video. Được cái thì con này hiếm và khó có thể kiếm lại được ngoài việc mua ở chợ, nên là nó có giá thành đắt đỏ, chứ nếu như mà tỷ lệ mở ra của nó cao hơn chút thì mình không nghĩ là nó xứng đáng hơn 10k game đâu. Vậy cho nên theo mình nghĩ thì con Streamer Cameraman này có khả năng sẽ nằm ở hệ Legendary, chứ nếu mà nói nó ở hệ Mythic thì hơi lố và mấy ông admin này thì đang cố tình hút máu người chơi. Chứ nếu như nãy giờ theo thông tin được leak thì con này nghe như kiểu là helicopter camera với camera drone kết hợp lại với nhau, chứ nó cũng chả cái gì hấp dẫn lắm. Các bạn nghĩ như thế nào thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết với nhé. Ngoài con unit này ra thì theo video leak của admin, anh ấy không tiết lộ thêm gì nữa. Nhưng mình tin là còn rất nhiều những unit mới khác và anh ấy muốn người xem chúng ta phải tự tìm hiểu trước khi bản cập nhật được ra mắt. Các bạn có thể thấy là ở trong lobby hiện tại đã hiện lên giờ đếm ngược trước khi bản update ra mắt rồi. Vậy nên hãy đợi cho đến khi nó cập bến và mình sẽ tìm hiểu và rồi lên hết thông tin cho các bạn nắm bắt nhé. Bên cạnh những unit mới thì sẽ có những loại toilet mới xuất hiện. Theo như tiết lộ thì sẽ có tổng cộng là 6 con toilet mới. Và đây là hình ảnh của một trong số đó. Các bạn có thể thấy thì đây là một con Mutant Toilet, nhưng mà đây chỉ là hình ảnh model của nó thôi. Họ chưa đổ màu nên là khó để nhận ra được đây là con toilet nào. Nhưng nó có hai con dao ở hai bên cánh tay và một khẩu pháo cỡ bự ở đằng sau. Nhưng nhiều đó vẫn chưa khiến não mình nhận ra được con toilet này xuất hiện ở phần đoạn nào của tập 74. Nên là nếu như các bạn biết thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết với nhé. Bước sức mạnh cho unit. Như đã nói ở phía trên thì đợt búp sức mạnh này sẽ nhắm vào những unit thuộc hệ triệu hồi và cụ thể thì con unit nhận được thêm sức mạnh đó chính là Engineer Cameraman. Hiện tại thì chỉ số của con này khá là cùi khi mà máu của con unit mạnh nhất mà nó sinh sản ra chỉ có 50k và DPS của chính thứ vũ khí đó chỉ lên được 2000. Với con số này thì chả ai mà đụng tới cả vì hiện tại ít nhất thì đám toilet trong chế độ hard cũng vượt qua con số đó rất nhiều rồi. Chính vì lý do này nên các admin quyết định sẽ tăng sức mạnh của nó lên một chút.
Cụ thể thì DPS của chiếc xe tăng sẽ được tăng gấp đôi lên thành 4k đam, còn máu của chiếc xe tăng sẽ tăng từ 50k lên thành 60k. Đây là một dấu chấm hỏi đối với mình, và mình cũng không hiểu là tăng vậy để làm gì. Bởi vì các bạn có thể thấy là chỉ số này nó cũng chả đáng kể cho lắm. Nhưng có lẽ là Telantwit cũng đã nhận ra được điều đó, nên là anh ấy cũng đã cam kết rằng nếu như nó vẫn chưa thực sự mạnh lên được thì anh ấy sẽ tiếp tục búp nó thêm nữa trong vài bản cập nhật sau. Có lẽ đây là một sự thử nghiệm của Telantwit thôi. Vậy nên sẽ là một tin vui cho bạn nào có được con Engineer Cameraman này, bởi vì nó sẽ trở thành một unit mạnh trong tương lai đấy. Nếu như bạn không biết thì ở bản cập nhật trước, Admin cũng đã tăng sức mạnh cho hai unit có tên là Spider TV và Corrupted Cameraman. Spider TV thì họ đã tăng nó lên từ 10k DPS cho đến 22k 5 DPS, còn Corrupted Cameraman thì đã tăng từ 25k đến 65k. Đây là một con số rất lớn, và đối với những con unit đắt tiền như chúng thì nó là một đợt búp hợp lý. Nhưng mà theo mình thấy thì vì nó quá đắt tiền nên hầu hết người chơi cũng không để ý đến điều này cho lắm, kể cả mình cũng vậy. Ai rảnh mà bỏ ra một đống game để mua những con unit không có giá trị trong Endless chứ, đúng không? Ngoài việc sưu tầm ra thì thật sự nó không mạnh cho lắm. Thay đổi về chế độ Endless và Run Endless. Như đã nói thì các admin đã hứa hẹn về cái nút X2 Speed trong chế độ Endless từ rất lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có. Nhưng trong video này thì anh ấy đã nói thêm một chút về cái nút ấy. Họ đang rất cật lực trong việc tạo ra nó, bởi vì mặc dù nó chỉ là một cái nút nghe có vẻ đơn giản, nhưng để làm ra thì lại khá là khó khăn và mất thời gian. Vậy nên đó chính là lý do mà họ cần phải chỉnh sửa nhiều và tiến độ chậm đến như vậy. Họ cũng hiểu rằng chơi Endless bây giờ trong Twilight Tower Defense cũng rất mất thời gian, bởi vì để lên được quay 120 trở lên thì bạn mất gần 1 đến 2 tiếng đồng hồ rồi, và đó là con số thực sự khá dài. Người chơi cũng sẽ rất mệt mỏi. Vậy nên cái nút X2 Speed này sẽ cập bến sớm thôi. Tiếp theo đó sẽ là update về run mới trong Twilight Tower Defense. Hiện tại chúng ta chỉ có 10 run, và trong bản cập nhật sắp tới sẽ có thêm được 5 run nữa. Cùng với đó là những phần quà từ những bậc run mới, nghĩa là chúng ta sẽ có thêm thứ để cày, và đây sẽ là điều vô cùng thú vị. Mình khá là háo hức để xem update tối nay và những phần quà trong update part 2 của Clock Event đấy. Đó là toàn bộ về list mà video của Telantwit đã tiết lộ. Như đã nói lúc nãy, còn rất nhiều thứ mới nhưng anh ấy không nói hết cho chúng ta, mà để cho người chơi tự tìm hiểu. Vậy nên hãy đợi update ra mắt rồi thì mình sẽ cập nhật cho các bạn sau nhé. Nếu thấy video này hay, thú vị, tại sao lại không để lại cho mình một like, một sub để mình có động lực trong những video tiếp theo nhỉ? Mình là Kiên, cảm ơn và hẹn gặp lại.